Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào quý vị khán giả, chúng ta đã cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề các chị em thì nên làm gì để giúp chồng hồi xuân. Và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời quen thuộc sẽ cùng đồng hành với quý vị, đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC, chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng ạ, thưa bác sĩ, trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi cụ thể ngày hôm nay liên quan đến chủ đề đó là làm thế nào để các chị em giúp chồng hồi xuân, thì công nghệ có một cái câu hỏi thế này. Đó là theo bác sĩ ạ, phái mạnh và phái yếu thì điều gì khiến họ băn khoăn nhất? Và có nghĩa thì muốn là với cái câu hỏi này, bác sĩ sẽ có thể có một cái chia sẻ thành thật rằng là chúng ta đang có những cái băn khoăn như thế nào giữa hai phái là phái mạnh và phái yếu ạ? Theo tôi thì cả phái mạnh và phái yếu đều có rất là nhiều vấn đề cần quan tâm. Tuy nhiên, xét về cái góc độ cuộc sống hàng ngày thì dù ở giới nào đi nữa, dù ở tầng lớp nào, địa vị nào, thì cái vấn đề băn khoăn nhất đó chính là sức khỏe tình dục, sức khỏe phòng the. Đây được coi như là cái nguồn lửa để giữ ấm hạnh phúc gia đình và nguồn lửa để làm mà tăng tình cảm của lứa đôi. Có một cái quan điểm thế này ạ, đó là chị em phụ nữ thì có tuổi và khi tuổi xuân qua đi thì họ làm mọi cách để có thể hồi xuân. Còn với đàn ông thì họ lúc nào cũng tuổi xuân phơi phới. Điều này liệu có đúng hay không? Bác sĩ Tô Hiệu có thể giải thích cùng với quý vị khán giả. Hồi xuân thì là một vấn đề muôn thuở, chưa bao giờ hết nóng cho đến thời điểm bây giờ. Tuy nhiên khi nhắc đến hồi xuân thì người ta thường hay nghĩ nhiều đến nữ giới vì là có sự khác biệt như thế này. Vì nữ giới thì khi mà độ tuổi mãn kinh thì sẽ có cái hiện tượng là tắc kinh này, buồng trứng không sản xuất, giảm sản xuất cái nội tiết tố và từ đó dẫn đến suy giảm ham muốn, thậm chí là không còn ham muốn tình dục. Còn tuy nhiên khác với nữ thì nam giới thì vẫn có cái ham muốn tình dục dù là độ tuổi ngoại tứ tuần hay là ngoại lục tuần, 60 tuổi chẳng hạn thì có thể là vẫn có ham muốn bình thường. Vì vậy mà người ta thường nói là đàn ông lúc nào cũng đỉnh cao phong độ, không bao giờ hết. Tuy nhiên thì là cái đỉnh cao phong độ này nó cũng là một cái giới hạn. Và vì vậy ở nam giới cũng có giai đoạn gọi là có tuổi hồi xuân, giai đoạn hồi xuân. Và cái giai đoạn này thì hồi trước, hồi xưa thì nó chỉ loanh quanh khoảng độ 45-50 tuổi thôi. Nhưng mà hiện nay nhờ có chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng cũng như là trí thức chúng ta được nâng cao cải thiện hơn thì cái độ tuổi hồi xuân này nó có thể kéo dài đến khoảng 50-55 tuổi là chuyện bình thường. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, cũng nghĩa thấy rằng là khi hồi xuân thì người đàn ông có một cái khuynh hướng đó là trẻ lại như là cái thời trai trẻ của mình vậy, đúng không ạ? Về nhận thức, về tình cảm, rồi thì thậm chí đến những cái nhu cầu như thời trưởng thành của mình. Phải chăng là sự hồi xuân của đàn ông có nghĩa là trở lại thời tuổi trẻ, thưa bác sĩ? Tuổi hồi xuân thì đem lại rất là nhiều niềm vui và bất ngờ đối với nam giới. Mà khi hồi xuân thì người đàn ông có cảm giác như là mình trẻ lại về tư duy, về suy nghĩ lẫn hành vi, thậm chí là về cái vấn đề hoạt động tình dục, cảm giác là nó sẽ hưng phấn hơn, sung sức hơn. Tuy nhiên thì đó chỉ là những cái biểu hiện về mặt tư duy, về mặt suy nghĩ, chứ còn về sức khỏe thì chắc chắn là sẽ không được như cái thời trẻ trẻ nữa. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, không biết là khi mà hồi xuân thì cái nhu cầu tình dục của các đấng mày râu có khác gì khi họ còn trẻ hay không? Và ở độ tuổi này thì như thế nào thì được coi là cái sự thỏa mãn trong độ tuổi hồi xuân đây, thưa bác sĩ ạ? Ở tuổi hồi xuân thì có cái hiện tượng là gia tăng cái lượng testosterone trong máu, vì vậy mà làm cho cái chất lượng của quan hệ thì có được cải thiện hơn, cải thiện về cái ham muốn này,
cũng như là cải thiện hơn về cái mức độ cương cứng của dương vật. Tuy nhiên về cái mật độ quan hệ thì cũng không được cải thiện hơn nhiều so với tuổi trẻ, vì là ở cái độ tuổi này đã bước vào cái độ tuổi ngoại tứ tuần, ngoại ngũ tuần rồi, thì một phần nào đó sức khỏe đã suy yếu, vì vậy mà khó có thể hồi phục được nhanh như cái hồi trai trẻ, hồi còn phong độ. Và cái mật độ quan hệ này thì cũng phụ thuộc vào từng người, từng thể trạng cũng như là cơ địa của từng người. Vì vậy mà rất là khó để nói một cái con số cụ thể nào đó về cái mật độ quan hệ ở cái độ tuổi này. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, cô nghĩ biết được rằng là rất là nhiều chị em phụ nữ thì rất là muốn ông xã của mình cũng như là đối tác của mình sẽ có một cái sức khỏe tình dục sung mãn để giúp cho cuộc sống hôn nhân cũng như là tình cảm lứa đôi của chúng ta lúc nào thì cũng như một ngọn lửa cháy rừng rực vậy. Thế nhưng mà một cái câu hỏi mà có lẽ là nhiều chị em thắc mắc nhưng không dám nói ra, đó là làm thế nào để cho ông xã cũng như là đối tác của mình giữ được một cái tuổi xuân, cũng như là sau khi mà họ có những cái vấn đề về suy giảm chức năng sinh lý thì lại giúp họ hồi xuân được. Đây có lẽ là một cái điều mà chị em phụ nữ quan tâm nhưng không dám nói. Vậy thì ngày hôm nay xin mời bác sĩ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chị em phụ nữ. Để cái chăm sóc sức khỏe và để kéo dài cái tuổi xuân cho chồng cũng như là kéo dài cái thời gian phong độ cho chồng thì chị em phụ nữ nên có thể thực hiện một số giải pháp như là chế độ dinh dưỡng. Chị em nên thay đổi cái chế độ dinh dưỡng sao cho phù hợp với cái độ tuổi bây giờ, như là giảm chất béo này, tăng nhiều vitamin, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, và giảm ăn những cái thực phẩm đồ chế biến sẵn, ăn nhiều cái cá biển, tôm, cua mà giàu omega 3. Có thể uống sữa tươi hoặc là bổ sung cái thực phẩm mà giàu canxi để chống loãng xương, chống oxy hóa. Thứ hai nữa là thay vì là ở nhà trông cháu hay là bận lên xem TV báo đài thì tốt nhất là nên cùng chồng, nên đi dạo, đi bộ, nên tập thể dục thường xuyên hàng ngày, buổi sáng và buổi tối. Và tùy theo cái lứa tuổi và cái tình trạng sức khỏe thì nên tập ít nhất là 20 đến 30 phút một ngày, thì có thể là làm tăng sức dẻo dai, tăng sức khỏe cho chồng, cũng như là tăng cái tình cảm đầm thắm. Và tất nhiên rồi, về buổi tối thì dù là đã có tuổi rồi nhưng mà chúng ta cũng nên là tạo thói quen là lãng mạn rồi là tình cảm nồng ấm hơn một chút, thì có thể tạo nên cái tâm lý thoải mái, tinh thần thoải mái cho người chồng, và từ đó có thể là phòng tránh hoặc là làm giảm cái hiện tượng là yếu phong độ của người chồng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có cho mình những kiến thức và thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi về số hotline 0854 400 102, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.